đến từ nhiều nơi khác nhau ở trên thành phố Hà Nội này. Chúng ta sẽ cùng thể hiện một màn diễn vô cùng độc đáo chỉ có tại sân khấu ngày hôm nay, một bài hát mà được chị Hồ Ngọc Hà mang đi biểu diễn khắp trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay trên sân khấu này, trên mảnh đất Bi Linh này, ba cô gái của Bi và Star sẽ mang đến cho chúng ta một bài hát Cô Đơn Trên Số. Thank you.